Hoàng Mai là một thị xã thuộc tỉnh Nghệ An. Đây là thị xã mới được thành lập vào ngày 3 tháng 4 năm 2013. Hoàng Mai là một cái tên gợi lên những vần thơ điệu nhạc, với dòng mai giang, dòng nước xanh trong uốn lượn đắp bồi phù sa, mà tạo nên những làng mạc trù phú hữu tình, nơi địa đầu xứ Nghệ, nhưng giữa điểm trùng núi mềm mại sông bao la biển cả, vốn là lợi thế để phát triển nông, lâm, ngư nghiệp và đặc biệt là du lịch. Thị xã trẻ Hoàng Mai còn gánh thêm trọng trách là thị xã công nghiệp, một trong ba cực tăng trưởng của tỉnh Nghệ An. Nằm trên con đường Thiên Lý Bắc Nam, Hoàng Mai là điểm giao thoa giữa hai đô thị lớn, Thanh Hóa và Vinh, tiếp giáp với khu kinh tế Nghi Sơn, vùng Phủ Quỳ và huyện Quỳnh Lưu. Nếu nói Nghệ An là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam, thì Hoàng Mai là hình ảnh thu nhỏ của Nghệ An, là vùng đất hội đủ ba vùng sinh thái biển, đồng bằng và rừng núi, nên muốn có thị xã nào giao thông thuận lợi như Hoàng Mai. Đền Cờn thuộc phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, từ xưa tới nay được biết đến là một trong những nét văn hóa tâm linh quan trọng của người dân làng Kẻ Cạn, nay là làng Phương Cần, nói riêng và người dân Nghệ An nói chung. Đền Cờn lúc nào cũng tấp nập kẻ ra, người vào, xe răng kín cổng, khói hương nghi ngút. Đền Cờn được chia thành đền Cờn trong và đền Cờn ngoài, hợp thành một thể thống nhất hai trong một. Tuy nhiên, một đền nằm trong đất liền, còn một đền nằm ngoài cửa biển. Đền Cờn trong nằm trên gò diệc, hướng mặt ra dòng sông Mai Giang thơ mộng. Sau đền có hai đồi nhỏ nhô lên như cánh phượng, tọa lạc ở vị trí phong thủy hiếm có, đầu tựa sơn, chân đạp thủy, đền thờ tứ vị thánh nương Nam Hải. Đền Cờn ngoài cách đền Cờn trong khoảng 1 km, đi sâu vào trong làng, án ngự chân dãy núi thẳng lặn, mé cửa biển mạch Cờn. Trong sử sách đi, đền Cờn đã có lịch sử gần 1.000 năm, nhưng có ý kiến lại cho rằng thờ mẫu là cái hồn cốt của đền Cờn. Bên cạnh đó, xưa nữa là thờ thần hạt lúa, thần sông, thần biển gắn với cả ước mong phồn thực trong mùa màng làm ăn và trải lưới. Theo phong lệ, cứ ngày 19 đến 21 tháng giêng hàng năm, người dân làng Phương Cần cùng du khách thập phương lại mang lễ vật về đây để tưởng nhớ công đức của các vị thánh nương, thánh mẫu và tham gia lễ hội.
với hơn 600 tàu thuyền các loại, gần 2.000 lao động ngư nghiệp. Quỳnh Phương thuộc thị xã Hoàng Mai là địa phương có lợi thế và phát triển hiệu quả nghề khai thác và chế biến hải sản. Đây là quang cảnh bến cá Lạch Quèn. Trên bờ biển, Quỳnh Phương nổi bật với những bãi phơi cá cơm của các lò hấp. Sau nhiều công đoạn chế biến tỉ mẩn, cá cơm Quỳnh Phương được xuất khẩu với giá khá cao, được khách hàng quốc tế ưa chuộng. Hệ thống giao thông đường bộ quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc Nam, tuyến đường Nghi Sơn Cửa Lò, quốc lộ 48D nối miền Tây Nghệ An, giao thông đường sắt tạo sự kết nối cả nội tỉnh và các vùng trong cả nước. Thị xã có dòng Mai Giang thuộc tuyến kênh Nhà Lê từ thời Lê Hoàn, bao bọc chảy ra biển theo hai cửa sông, tạo điều kiện để thị xã xây dựng phát triển cảng cá ở phường Quỳnh Phương và đang xúc tiến đầu tư cảng nước sâu Đông Hồi. Qua thị xã Hoàng Mai nối thông từ kinh đô Hoa Lư tới Đèo Ngang, được xem là tuyến đường thủy đầu tiên ở Việt Nam. Hoàng Mai cũng là vùng đất mang đầy đủ các yếu tố văn hóa đặc thù của khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng. Biến thiên cuộc sống, thăng trầm lịch sử còn lưu dấu ấn trong bao di tích vật thể và phi vật thể, thu hút khách du lịch thập phương tham quan, thưởng ngoạn. Xứ Nghệ đệ nhất tứ linh, đền Cờn ở Quỳnh Phương, nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, đủ để viết nên một câu chuyện du lịch mang màu sắc tâm linh truyền thống, như một điểm nhấn góp phần tạo nên một Hoàng Mai vừa cổ kính, với đỉnh chùa miếu mạo nằm dài rác khắp thị xã, vừa hiện đại với những con đường mới khai thông, những cao ốc chọc trời ở các khu đô thị. Bãi biển Quỳnh Phương hoang sơ mà kỳ ảo sẽ tạo đà cho ngành công nghiệp không khói ở Hoàng Mai phát triển. Thiên thời, tiện lợi, nhân hòa, Hoàng Mai có nhiều tiềm năng và đã được quy hoạch phát triển kinh tế theo hướng ưu tiên công nghiệp, thương mại và du lịch. Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube Du lịch Khám phá 9X Studio. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn nút đăng ký. Đừng quên like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem. Hãy để lại những cảm nhận của riêng mình trong phần bình luận. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.